9 lý do vì sao đàn ông say mê phụ nữ đã có chồng. Đối với nam giới, phụ nữ đã có chồng luôn có sức hút cực kỳ mãnh liệt, bạn có biết vì sao không? Thực tế, trong nhiều nghiên cứu, nam giới cởi mở chia sẻ rằng họ từng phải lòng cô nàng đã có gia đình, ở chung xóm hay làm cùng văn phòng. Đàn ông bị thu hút trước những phụ nữ này hơn bởi nhiều lý do. Mặc dù hiếm khi họ dám theo đuổi công khai, họ vẫn thầm mơ tưởng tới những bông hoa có chủ mà không thể hiện ra và càng nghĩ về điều đó như một trái cấm, họ càng thấy khó cưỡng lại sự quyến rũ của những phụ nữ đã yên bề ra thất. Dưới đây là những lý do giải thích vì sao đàn ông thường mơ tưởng về phụ nữ đã có chồng. Giản ra Vlog xin gửi đến quý khán giả bài viết có chủ đề mà khán giả đang theo dõi. 1. Có vẻ ngoài quyến rũ Phụ nữ từng trải, họ có thừa kinh nghiệm trong việc làm đẹp, chăm sóc bản thân. Họ luôn hiểu rằng không ai yêu mình bằng chính mình. Vì thế, chỉ cần có thời gian, họ sẵn sàng làm đẹp mà không nề hà, phụ nữ có chồng hiểu rằng nhan sắc chính là đôi cánh giúp họ bay cao hơn, nhan sắc sẽ giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống. 2. Chia sẻ kinh nghiệm sống. Phụ nữ có chồng, thường là những người có nhiều kinh nghiệm sống vì họ từng trải hơn và vấp nhiều hơn. Đàn ông bây giờ không chỉ đi tìm một bình hoa rỗng, mà họ còn muốn được tận hưởng cả hương thơm và thậm chí cả những cái gai trên bông hoa đó. Họ cần một người biết chia sẻ khó khăn cũng như những rắc rối trong cuộc sống. Đa số đàn ông đều nói rằng, những người phụ nữ đã có chồng đều biết cách chiều chuộng và khiến họ như phát điên. Những người đàn ông cho rằng phụ nữ đã có chồng, tuyệt vời ngay cả khi say đắm trong chuyện ấy. 3. Phụ nữ có chồng luôn có sức cuốn hút khó cưỡng. Bản tính đàn ông là luôn thích chinh phục những cái mới, với những người phụ nữ nhiều kinh nghiệm, đàn ông luôn cảm thấy họ có sức cuốn hút bí ẩn và đầy sự khiêu khích, chưa kể phụ nữ từng trải luôn tự tin và biết cách thể hiện cái tôi của mình, điều này càng khiến đàn ông tò mò, quyết tâm chinh phục bằng được. 4. bị kích thích bởi cảm giác mới lạ. Đàn ông thường có tính đứng núi này trông núi nọ, với họ, dù cho có cô bạn gái hay vợ mình có xinh đẹp nóng bỏng đến đâu thì vợ người ta luôn là đối tượng cuốn hút nhất. Thêm vào đó, phụ nữ đã có chồng thường khôn khéo và tế nhị trong hành động của mình, điều mà ít cô gái nào khi yêu có được bởi đa phần các cô thường nũng nịu với người yêu, khiến các chàng phát ngấy lên được. Chính vì vậy phụ nữ đã có chồng, giống như một vườn hoa thơm ngát mà đàn ông thèm khát khám phá và chinh phục. 5. Cảm giác lạ Đứng từ góc độ gia đình để nhìn nhận, các chuyên gia tâm lý cho rằng, sau khi kết hôn và cùng nhau chung sống dưới một mái nhà, hầu hết người đàn ông đã cảm thấy quá quen thuộc và nhàm chán. Họ nhận ra những tật xấu của vợ mình, ví dụ như hay cáu gắt, tỉ mỉ quá mức, căn nhằn và keo kiệt. Tất cả những điều đó khiến cho đàn ông cảm thấy vợ mình thật nhàm chán. Họ không còn đam mê và mất dần yêu thương như thủa đầu. Trái lại, khi tiếp xúc với vợ của người khác, họ cảm thấy mới lạ, cảm thấy những phụ nữ đó thật tuyệt vời, nhã nhặn và thanh lịch, thật sự là không hề giống với bà vợ hay cầu nhau ở nhà. Trên thực tế, có rất ít phụ nữ có chồng, có tư tưởng quan hệ ngoài luồng, họ không dễ bị chinh phục hay cảm nắng với một ai đó. Ngược lại, phái mạnh thường sở hữu bản năng chinh phục rất cao. Thứ gì càng khó đạt được lại càng kích thích ý chí chiến đấu của họ. Bản thân người phụ nữ đã có chồng cũng sẽ trông đẹp hơn, họ xa xa như một nữ thần không thể với tới, khiến nhiều người đàn ông thèm muốn. 6. Sự chu đáo của người mẹ cộng với vẻ đẹp nữ tính bằng phụ nữ có chồng. Người phụ nữ có gia đình thường thực hiện hai vai trò, họ biết cách quyến rũ người đàn ông bằng những nét cuốn hút của bản thân và đồng thời cũng biết cách chăm sóc người đàn ông đó hay con cái mình một cách chu đáo sự kết hợp hai vai trò đó chính là vũ khí chết người không giống như các cô gái trẻ những người có thể tung hê tất cả trong một cơn giận dữ vì chưa đủ chín chắn và trưởng thành do vậy gây ra những tổn thương cho chính mình và cả người đàn ông mình yêu thương những người phụ nữ có chồng có khả năng tập trung kiềm chế cơn giận dữ bằng những suy nghĩ thiệt hơn họ cũng có xu hướng điềm tĩnh hơn giải quyết mọi chuyện khôn khéo nhẹ nhàng hơn mang đến cho đàn ông cảm giác an toàn và được ân sủng Cô ấy biết cách làm thế nào để thu hút một người đàn ông với sự quyến rũ của mình và đồng thời, cô ấy cũng biết cách chăm sóc một người đàn ông rất chu đáo. Sự kết hợp này khiến nhiều người đàn ông ngã gục, đây là điều không có gì là khó hiểu. 7. Họ biết đàn ông muốn gì. Những người đã lấy chồng có nhiều kinh nghiệm, họ thường hiểu rõ tâm lý và nhu cầu tình cảm của nam giới. Vì thế, họ có thể nhanh chóng đánh giá một người đàn ông và phát triển mối quan hệ. Những người phụ nữ có chồng có xu hướng nói thẳng quan điểm của mình trong các cuộc trò chuyện, không vòng vo, không dối rắm không đánh lạc hướng. Họ biết cách đề cập đến quan điểm của mình và làm cho nó trở nên hiệu quả trong cuộc trò chuyện. Điều đó khiến lối nói chuyện của họ thu hút những người đàn ông muốn thảo luận nhiều chủ đề với họ. Và khi nói chuyện nhiều, những người đàn ông sẽ bị cuốn vào, dễ dàng cảm thấy đồng điệu với những người phụ nữ đã lập gia đình sắc sảo, hấp dẫn. 8. Họ không quá mảnh mai. Đây là điều tuyệt nhất ở phụ nữ có chồng trong mắt nam giới. Các cô gái thon thả tất nhiên là ổn, những nàng gợi cảm cũng tốt, nhưng phụ nữ quá mảnh mai chẳng có chút đường cong nào thì thường không khiến nam giới hào hứng. Và rõ ràng, những phụ nữ đã lập gia đình thường có thân hình đầy đặn, căng tràn sức sống, rất hấp dẫn trong mắt cánh mày dâu. 9. Họ thoải mái hơn Khi một người phụ nữ đã bước qua vài giai đoạn trong cuộc đời, họ dần dần bắt đầu cảm thấy thoải mái với chính mình. Họ không còn quá lo lắng tới những điều cấm kỵ, mặc cảm tự ti trong họ cũng mờ nhạt đi, ở lứa tuổi chín chắn, họ sẽ biết cách tỏa sáng những điều còn tiềm ẩn trong nhiều lĩnh vực cuộc sống và điều đó khiến họ trông xinh đẹp, hấp dẫn hơn. Trong khi một số vấn đề, khi nói chuyện với gái son phải tuyệt đối tế nhị nếu không sẽ bị cho là thô thiển, không tinh tế, như chuyện giới tính, gối chăn thì với gái có chồng, đàn ông chia sẻ thoải mái mà không sợ họ bắt bẻ hay nhăn mặt khó chịu, đánh giá này nọ